bóng đá Tây Ban Nha cúi đầu khi nước Anh thống trị trời Âu. Barca đang năn nỉ MU giúp điều gì? Sau mùa giải năm 2008-2009, bóng đá Anh đã không còn thống trị đấu trường châu lục mà dần lui vào thoái trào. Nhưng sau đúng 10 năm, Premier League lại một lần nữa trỗi dậy. Bóng đá Anh đã từng khiến cả châu Âu choáng ngợp khi có 3 mùa giải liên tiếp, năm 2006-2007, mùa năm 2007-2008, năm 2008 và 2009, góp đến 3 đội ở vòng bán kết Champions League. Thậm chí, mùa năm 2007-2008 còn chứng kiến trận chung kết toàn Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Tại Europa League, mùa năm 2009-2010, nước Anh cũng đã có 2 đại diện ở vòng bán kết, nhưng chỉ có Fulham là vào chung kết để thua Atletico Madrid. Thế nhưng sau đó, bóng đá Anh dần lui vào thoái trào và chỉ có Chelsea và Man United là những đội bóng có thể tiến tới trận đấu cuối cùng của Champions League. Trong khi đó, Chelsea đánh bại Bayern Munich năm 2012 thì MU bất bại trước Barca năm 2009 và năm 2011. Những mùa giải gần đây chứng kiến sự thống trị gần như là tuyệt đối của những người Tây Ban Nha ở đấu trường châu lục. Chứng minh rõ nhất là 5 trận chung kết Champions League gần đây nhất. Có đến 7 trên 10 đội góp mặt đến từ xứ sở đấu bò và cả 5 chiếc cúp tay voi sau đó đều thuộc về họ. 4 cho Real Madrid và 1 cho Barca. Tương tự ở Europa League, tạm tính từ khi giải đấu này đổi tên như hiện tại năm 2010. Trải qua 9 trận chung kết thì 6 lần họ mang cúp về nhà. Rõ ràng, vị thế số 1 của Tây Ban Nha ở đấu trường châu Âu là không thể bàn cãi. Phải đến mùa năm 2018-2019, người Anh mới lại có thể nở mày nở mặt khi cả 4 đại diện đều có vé vào vòng tứ kết và 2 đội vào bán kết. Càng đáng mừng hơn nữa khi 2 niềm hy vọng của nước Anh đều đã có những màn lội ngược dòng không tưởng trước Barca và Ajax để vào chung kết. Không những thế, tại Europa League cũng có thể sẽ chứng kiến một trận chung kết toàn nước Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Chelsea đã cầm hòa Eintracht Frankfurt với tỷ số 1-1 ở lượt đi trên sân đối thủ, trong khi Arsenal còn làm tốt hơn với chiến thắng 3-1 trước Valencia trên sân nhà. Nếu như Chelsea và Arsenal có thể đưa nhau vào chung kết Europa League, nước Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có 4 đội vào chung kết 2 cúp châu Âu. Nên biết rằng, trước đây mới chỉ có 7 lần một quốc gia có 3 đội vào đến trận chung kết của 2 giải đấu lớn này trong cùng một mùa. Ngoài việc tiến sâu tại 2 cúp châu Âu, cuộc đua vô địch tại Premier League còn đang chứng kiến những màn tranh đua căng thẳng và hấp dẫn. Trong khi Man City và Liverpool phải đợi tới vòng đấu cuối cùng thì mới có thể biết ai là vua nước Anh, thì cuộc đua top 4 cũng chỉ có thể ngã ngũ vào ngày 12 tháng 5. Nhưng không chỉ ở cấp câu lạc bộ, đội tuyển Anh cũng đang cho thấy những thành công đáng kể trong giai đoạn này. Sau khi giành vị trí thứ 4 tại vòng chung kết World Cup năm 2018, Tam Sư đã hiên ngang lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại Nations League năm 2018-2019. Có thể nói, đúng sau một thập kỷ, bóng đá Anh đang có sự trở lại đầy mạnh mẽ và khiến cho cả châu Âu khiếp sợ. Chưa biết là thành công của họ sẽ được duy trì trong bao lâu, nhưng đó cũng là niềm tự hào với quê hương của bóng đá. Arsenal và Chelsea tạo nên trận chung kết toàn Anh ở Europa League. Sáng ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Arsenal và Chelsea đã tiếp tục đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Anh khi cùng giành quyền vào chung kết Europa League. Trong khi các pháo thủ giành chiến thắng 4-2 trên sân Valencia ở lượt về vòng bán kết, thì The Blue lại đánh bại Brentford ở những loạt sút luân lưu. Arsenal đã hành quân đến sân của Valencia với hành trang là chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Các pháo thủ đã sớm nhận thử thách khi Kevin mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 11. Tuy nhiên, chỉ sau đó 7 phút, Aubameyang đã ghi bàn cân bằng tỷ số cho Arsenal và đưa trận đấu ra khỏi tầm kiểm soát của Valencia. Alexander Lacazette đã ghi bàn giúp cho Arsenal vượt lên ở phút thứ 50. Dù là đến phút 58, Gamedo một lần nữa ghi bàn, cân bằng tỷ số 2-2. Nhưng ở khoảng thời gian còn lại, Aubameyang đã tỏa sáng khi ghi thêm 2 bàn nữa để tạo thành cú hat-trick cho riêng mình và giúp cho đội bóng Anh giành chiến thắng. Với chiến thắng với tổng tỷ số là 7-3 sau 2 lượt trận, Arsenal đã giành quyền vào chung kết Europa League
và sẽ đối đầu với đội bóng cùng thành phố là Chelsea. Trong trận đấu cùng giờ, Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn khi đón tiếp Brentford. Đội chủ sân Stamford Bridge đã mở tỷ số ở phút thứ 28 nhờ công của Ruben và tưởng chừng như sẽ có được chiến thắng để đi tiếp. Thế nhưng, Brentford đã thi đấu đầy nỗ lực và có được màn gỡ hòa nhờ công của Luka ở đầu hiệp 2. Với tỷ số hòa là 1-1, Chelsea và Brentford đã phải bước vào thi đấu hiệp phụ, nhưng cũng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Ở những loạt sút luân lưu, trong khi chỉ có Sara ở bên phía của Chelsea sút hỏng, thì Martin Goncalo của Brentford đã thực hiện không thành công. Chung cuộc thì The Blue đã giành chiến thắng 4-3 trong những loạt sút luân lưu để cùng với Arsenal tạo nên trận chung kết Europa League toàn Anh. Barca năn nỉ MU mua giúp cục nợ Coutinho. Bị loại hổ thẹn ở Champions League, Barca đã năn nỉ MU đến và mang Philippe Coutinho ra khỏi Nou Camp. Barca đã tan vỡ giấc mơ giành cú ăn ba khi nhận thất bại 0-4 trước Liverpool ở trận lượt về bán kết Champions League. Từ chỗ mơ mộng, Barca đã trải qua một trong những cơn ác mộng đen tối nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Giờ đây, ngoài việc tập trung cho trận đấu chung kết Cúp Nhà Vua, Barca cũng đang hướng đến cuộc cách mạng nhân sự. Sau hai mùa giải cùng bị loại theo một kịch bản, đều thắng cách biệt 3 bàn ở lượt đi nhưng thua chung cuộc, Barca đã có lý do để làm mới đội hình. Mundo Deportivo, tờ báo thân của Barca, cho biết đội chủ sân Nou Camp đưa Philippe Coutinho vào vị trí đầu tiên trong danh sách cần thanh lý. Coutinho đã có hai trận bán kết thảm họa. Anh mất tích giữa những tiếng la ó của chính các cổ động viên Barca ở trận lượt đi và tiếp tục mờ nhạt khi anh trở lại Anfield. Tháng riêng năm nay, Barca từ chối lời đề nghị mà MU gửi đến liên quan đến chuyển nhượng Coutinho. Sau những thất bại liên tiếp, Barca đã chủ động nối lại đàm phán với MU, hy vọng Quỷ Đỏ sớm mang cầu thủ người Brazil ra khỏi Nou Camp. Thời điểm này, MU là đội duy nhất có thể cưu mang Coutinho. Ngoài việc phó chủ tịch Ed Woodward luôn muốn Coutinho để nâng chất lượng đội hình nhờ kinh nghiệm Premier League, MU cũng càng đáng được đòi hỏi về lương của cựu cầu thủ Liverpool. Theo Mundo Deportivo, Barca chấp nhận giảm giá bán Coutinho cho MU với mức giá là 90 triệu euro, thấp hơn những gì mà họ đã bỏ ra để đầu tư, 120 triệu euro, kèm theo trả sau 40 triệu euro. Real Madrid nổ bom tấn hợp đồng 152 triệu euro. Real Madrid vừa hoàn tất thương vụ ký kết lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Real Madrid đang chuẩn bị rót một khoản tiền khổng lồ để tái thiết lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và khi mùa giải chưa kết thúc, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ký hợp đồng lớn chưa từng có trong lịch sử, làng Túc Cầu. Theo đó, Real Madrid vừa chính thức thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà tài trợ trang phục áo đấu Adidas tới tận năm 2028. Bản giao kèo mới sẽ bắt đầu từ năm 2021, qua đó giúp Real Madrid nắm giữ kỷ lục tài trợ áo đấu lớn nhất. Cụ thể, Real Madrid sẽ nhận tới 1,1 tỷ euro, tương đương với 946 triệu bảng, chia đều cho 8 năm tới. Như vậy, Los Blancos sẽ kiếm được 152 triệu euro mỗi năm, tăng đáng kể so với mức 52 triệu euro mỗi năm trong bản hợp đồng hiện tại của họ. Hợp tác này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại thành công cho Real Madrid trong thời gian tới. Trước đó thì Barcelona là đội bóng sở hữu hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất với việc kiếm được khoảng 85 triệu euro mỗi năm từ nay. Real Madrid và Adidas là một trong những mối quan hệ đối tác thành công nhất và lâu đời nhất trong bóng đá. Adidas đã thiết kế và sản xuất áo sơ mi trắng, biểu tượng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ năm 1998. Trong khoảng thời gian này, Real Madrid đã giành được 6 danh hiệu UEFA Champions League, 6 FIFA Club World Cup, 4 siêu cúp châu Âu, 6 chức vô địch La Liga và 5 siêu cúp Tây Ban Nha. Lật kèo PSG, Herrera tới bến đỗ gây sốc. PSG có khả năng không phải là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Ander Herrera. Ander Herrera đã hết hạn hợp đồng với Man United vào cuối mùa giải này, nhưng hiện đã trở thành một phần quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Solskjaer kể từ khi ông lên nắm quyền tạm thời vào giữa tháng 12. Thế nhưng, Herrera và Man United chưa đạt được thỏa thuận ra hợp đồng mới. Herrera muốn được nâng mức lương của mình lên thành 200.000 bảng trên một tuần. Nhưng ban liên đoàn của Man United đã không sẵn sàng đáp ứng. Chính vì thế,
Herrera đã quyết định ra đi. Nhiều nguồn tin khẳng định Herrera sẽ chuyển sang khoác áo của PSG ở phiên chợ mùa hè theo dạng tự do. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và hưởng mức đãi ngộ như mong muốn. Tuy nhiên, theo tờ Sport, Herrera có thể lật kèo PSG phút chót. Cụ thể, thay vì đến PSG, Herrera sẽ hồi hương gia nhập Barcelona. Trước sức hút quá lớn từ Barcelona, Herrera không có lý do gì để từ chối. Herrera được kỳ vọng sẽ tăng cường thêm sức mạnh cho tuyến giữa của Barcelona. Chưa kể, Herrera có mối quan hệ khá thân thiết với huấn luyện viên Valverde. Herrera là học trò cưng của Valverde, ngày ông còn dẫn dắt Bilbao. Dù tới PSG hay là Barcelona thì Man United chắc chắn là đội chịu thiệt nhất trong thương vụ này. Mất Herrera, họ sẽ rất khó tìm kiếm được cái tên thay thế xuống tầm. Thương vụ De Ligt, Barca, nguy cơ đổ vỡ vì một cái tên. Trung vệ người Hà Lan đứng trước viễn cảnh không thể gia nhập màu áo của đội chủ sân Camp Nou. Ở mùa giải năm 2018-2019 này, Martin De Ligt đang nổi lên như là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá châu Âu. Bằng phong độ ấn tượng của mình, Sao Mai sinh năm 1999 đã cùng với Ajax Amsterdam tiến đến vòng bán kết UEFA Champions League. Dù Golden Zone đã để thua Tottenham, nhưng cầu thủ 19 tuổi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các ông lớn. Theo đó, Barcelona đang là câu lạc bộ nỗ lực đàm phán để có được sự phục vụ của Ngọc Thô người Hà Lan. Các bài báo từ Marca cho biết, Martin De Ligt đã đồng ý chuyển sang Barca thi đấu. Bên cạnh đó, Blaugrana và đội chủ sân Arena cũng đã đồng ý thỏa thuận giá trị 70 triệu euro. Thế nhưng, tay cỏ Mino Raiola đang là rào cản của thương vụ này. Theo đó, người đại diện của đội trưởng Ajax Amsterdam đòi số tiền hoa hồng lên đến 14 triệu euro. Đây là con số khổng lồ và vi phạm những quy tắc chuyển nhượng. Thông thường, những nhà môi giới chỉ được hưởng 5-10%. Tuy nhiên, siêu cỏ người Ý lại muốn gấp đôi. Động thái của gã béo không quá khó hiểu khi vừa bị Liên đoàn bóng đá Italia cấm hành nghề 3 tháng. Nguyên nhân cụ thể vì sao thì vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, ông thẳng thắn tuyên bố sẽ cùng với luật sư của mình làm đến cùng để đưa sự việc ra ánh sáng.